Tại Cần Thơ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng đột ngột. Và để đáp ứng cho việc di chuyển của người dân được thuận lợi, ngày 26 tháng 4 năm 2022, ngành giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đã đề ra các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó kiên quyết không để xảy ra tình trạng nâng giá vé xe. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đề nghị các bến xe khách chủ động xây dựng kế hoạch và phương án sắp xếp điều tiết phương tiện ra vào đón trả khách hợp lý, tránh ùn tắc các phương tiện tại bến bãi. Đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực bến xe và xung quanh bến xe. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhồi nhét khách, lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Đối với giá cướp vận chuyển, yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển hành khách không được tự ý nâng giá, phải thực hiện đúng với thông tin đã kê khai với cơ quan chức năng. Cùng với đó, để mạnh tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại các bến tàu khách, bến ngang sông có kế hoạch, phương án và phân công người trực tại bến để đảm bảo hành khách đi lại an toàn thông suốt. Các phương tiện đang hoạt động phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn, có đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực để chuẩn bị tốt đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại tăng cao yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải cụ thể hạn chế tối thiểu ủng tắc giao thông ngoài ra để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi chạy xe vượt quá tốc độ dừng đổ trái phép các đơn vị chức năng cần tăng cường bố trí cán bộ giám sát trực tuyến để chú động nắm bắt tình hình